ban chúa tạo đoàn cùng các vị tiền bối cùng các quý vị đồng nghiệp đang theo dõi chương trình giao lưu trong ngày hôm nay. Xin rất cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho em được trình bày các trường hợp lâm sàng cũng khá là đặc biệt. Thì, em xin phép được trình bày. Đây là một trường hợp mà chúng ta biết rằng cái ma túy thì hiện tại đang là một cái vấn nạn của xã hội và nó gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì thế hệ trẻ đang tiếp cận khá nhiều, có nguy cơ khá cao. Đây là một trường hợp mà một bạn trẻ chỉ mới 17 tuổi vào viện khoa cấp cứu của Bệnh viện Hoàng Mỹ vào lúc 14 giờ 3 phút ngày 24 tháng 11 2020 với một cái chẩn đoán tình trạng là đau ngực từng cơn tức ngực. Bạn này mới 17 tuổi, BMI 27,7, nặng khoảng 80 kg, tiền sử thì chỉ có hút thuốc lá từ năm 15 tuổi, ngày khoảng nửa gói, là một gói trên năm, không có tiền sử bệnh lý tim mạch gì trước đấy, gia đình cũng không có tiền sử bệnh tim mạch. Thì khi em này vào khoa phòng cấp cứu thì phòng cấp cứu đo điện tim, có cái điện tim thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân có một cái điện tim khá là đặc biệt. Chúng ta thấy có cái ST trên lên ở D3 AVS, trên xuống ở D1 AVL, có trên lên ở AVR, các chuyển đạo trước tim thì chúng ta thấy rằng có cái hình dạng của cái bắp bên phải, một cái provoda tiếp 1 khá rõ. Ở V2 cho đến V4 chúng ta thấy cái ST nó trên nhẹ và chúng ta thấy có cái sóng G. Thì bệnh nhân được chẩn đoán với một cái bệnh lý là chẩn đoán là một hội chứng vành cấp ST trên lên, một nhân mô cơ tim ST trên lên vùng sau dưới, vùng trước bên. Thì khi mà bệnh tình trạng hiện tại bệnh nhân huyết động ổn thì cái quy trình cấp lưu của bệnh viện được khởi động. Thì sau đó cái ekip tim mạch can thiệp tiếp cận bệnh nhân trong vòng sau đó 5 phút. Thì qua khai thác thì ekip tim mạch can thiệp phát hiện này trước đó hoàn toàn bệnh nhân không có triệu chứng tim mạch nào hết, không đau ngực, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà trước đó 2 ngày thì bệnh nhân có sử dụng ma túy ở vũ trường với bạn vào ban đêm. Sau đó về nhà thì xuất hiện triệu chứng cảm giác ngạt ngực và khó thở. Triệu chứng nó ngày càng tăng dần lên. Bệnh nhân không sốt, không có triệu chứng ho, không có nhiễm siêu vi gì trước đấy. Cảm giác đau của bệnh nhân cũng không có cơn rõ ràng, chỉ cảm giác nặng tích ở ngực ở mỹ và ngày càng nhiều hơn, chủ yếu trội lên cái cảm giác khó thở. Lúc đó thì huyết động tại phòng cấp cứu thì huyết áp 130/90, mạch 85 lần trên phút, các cơ quan khác thì không phát hiện gì bất thường. Thì ekip nghĩ đến cái chuyện là nhồi máu cơ tim do ma túy, thì chúng ta biết rằng là ma túy nó cũng có thể gây ra cái tình trạng nhồi máu cơ tim hoặc là bệnh nhân đau ngực, có rất là nhiều cơ chế rất là phức tạp, khởi động rất là nhiều cái chuyển hóa tác động, nó làm tăng nhu cầu oxy của cơ tim, tuy nhiên ngược lại nó làm giảm cung cấp oxy cho cơ tim. Nó có thể kích hoạt tiểu cầu, tác động tiểu cầu làm tan các thrombosan, gây ra hình thành các huyết khối, cũng như gia tăng các tiến trình của sơ vữa động mạch. Cho nên nó một trong những cơ chế rất là phức tạp gây ra cái nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân mà có sử dụng ma túy. Thì khi bệnh nhân này được xử trí cấp cứu với các thuốc cùng với nhồi máu cơ tim ST trên lên với cái Lovenox, Plavix, Aspirin và Crestor với liều nạp tối đa, sử dụng diazepam với nitroglycerin, thì sau đó tình trạng bệnh nhân thì lâm sàng giảm động lực, đỡ khó thở hơn. Thì qua hội chẩn thì bệnh nhân được quyết định làm can thiệp mạch cấp cứu. Thì bệnh nhân được làm các xét nghiệm mà cần thiết và cơ bản để trong một cái trường hợp làm can thiệp cấp cứu. Thì trong quá trình chuẩn bị đó thì khoảng sau cỡ 20 phút thì bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện rối loạn nhịp. Đo điện tim bên phải thì nghi ngờ một cái nhồi máu cơ tim mà của thấp phải nữa. Bệnh nhân bắt đầu nhịp rất là rối loạn, không còn đều giống như lúc mới vào. Huyết áp bắt đầu tụt, thì bệnh nhân được xử trí với các thuốc vận mạch và các nitroglycerin thì tạm ngưng và bệnh nhân được đưa vào phòng đi đai trong thời gian nhanh nhất. Những xét nghiệm mà sau đó chúng ta có được thì bệnh cái hình ảnh thì chúng ta thấy là cái tim phổi của bệnh nhân thì cũng rất là khá xấu, tuy nhiên chúng ta không nghĩ đến cái chuyện hình tình
hình ảnh của một cái bóc tách động mạch chủ hay là một cái nguyên nhân mà có thể là do tắc động mạch phổi. Cùng lúc đó thì cái mang tim của bệnh nhân lúc vào viện mà lấy máu thì chúng ta thấy nó bình thường, NT-proBNP nó cũng bình thường, các chỉ số về sinh hóa cũng không có gì là biến động, cái máu bệnh nhân cũng nằm trong giới hạn cho phép. Bệnh nhân sau đó được tiến hành làm visa chụp động mạch vành. Bệnh trước khi làm thì bệnh nhân được đặt các máy theo dõi tạm thời để dự phòng. Thì khi mà tiến hành chụp nhanh cái mạch vành của bệnh nhân thì cái phát hiện là bệnh nhân tắc hoàn toàn cái đoạn một của cái động mạch liên thức trước. Mà với hình ảnh như thế này thì nghi đến một cái tình trạng một cái huyết khối rất là nhiều ở cái động mạch liên thức trước. Tuy nhiên đó nhánh động mạch mũ và nhánh Raynaud thì về mặt dòng chảy và hình ảnh thì vẫn còn tốt, không có cái hình tình trạng tắc. Do đó chỉ một file đó thì ekip cái hành chuyển qua chụp cái động mạch vành phải thì phát hiện bệnh nhân cũng tắc đoạn đầu của động mạch vành phải. Như vậy là gì, một bệnh nhân trẻ tuổi vào viện với một tình trạng gì khó thở nặng ngực và khi chụp ra thì tắc hoàn toàn hai nhánh động mạch liên thức trước và động mạch vành phải. Thì sau khi vừa chụp xong thì diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân đó là bệnh nhân bắt đầu có cái biểu hiện chuyển tiến nặng hơn, bệnh nhân xuất hiện cũng tắc và sau đó ngừng tim. Bệnh nhân được CPR trong vòng 15 phút với các thuốc bọng mạch sốc điện hỗ trợ ép tim. Sau 15 phút thì tình trạng bệnh nhân tạm ổn, huyết áp có thể đo được 70/40, mạch bạn rất là yếu. Đây có bối cảnh lâm sàng như thế với một bệnh nhân mà huyết áp rối loạn nhịp và có những rò ngưng tim thì với một cái tình trạng nhồi máu cơ tim mà nghi do ma túy thì ekip quyết định là sẽ đặt stent phụ thuốc cho bệnh nhân để nhanh chóng tái cái tư máu mà hệ thống mạch vành cho bệnh nhân. Như vậy trên một cái tình trạng lâm sàng như thế này thì nó có vấn đề là chúng ta đặt ra là cái chiến lược chúng ta tái cái tư máu cái động mạch vành của bệnh nhân này là dựa vào hút khí khối hay là tiêu sợi huyết hay là can thiệp đặt stent. Thì cũng có rất nhiều cái nghiên cứu trên thế giới cũng có rất nhiều khuyến cáo thì chúng ta thấy là tiêu sợi huyết nó cũng có hoạt động tốt nếu mà cục huyết khối đã được hình thành hoặc là hút huyết khối cũng có thể được nghĩ tới. Tuy nhiên tùy cái vị trí và tùy cái bối cảnh lâm sàng cái hút huyết khối không được áp dụng thường quy và thuốc giãn mạch như nong mạch nó hữu ích trong trường hợp là co thắt chủ yếu và đặc biệt khi có mở sơ vữa thì can thiệp đặt stent vẫn là cái ưu tiên hàng đầu. Thì sau khi quyết định thì ekip can thiệp quyết định là can thiệp đặt stent cho bệnh nhân, ưu tiên lựa chọn làm cái động mạch liên thức trước. Thì xong khi đi quay qua cái vị trí tổn thương thì chụp kiểm tra thì rất là may mắn là phát hiện dòng chảy nó tái lập lại. Thì, sau dòng chảy tái lập thì chúng ta thấy rằng cái gánh nặng huyết khối đối với cái đoạn xa của LD không phải nhiều, các mạch ở dưới cũng khá tốt. Tuy nhiên qua một cái góc chụp khác thì chúng ta thấy rằng ở đoạn 1 của cái LD nó vẫn còn một ít huyết khối và cũng có thể là vì có một cái mảng vữa nó không ổn định ở một đoạn 1 của LD. Thì bệnh nhân vẫn được vì huyết áp tụt, tuy nhiên vì đã có cái sông Silet trực tiếp vào LD nên chúng tôi sử dụng cái nitroglycerin thử. Thì tuy nhiên sau khi bơm nitroglycerin thì dòng chảy ở đoạn xa cũng chỉ là tim hai và quyết định bệnh nhân quyết định là đặt một cái stent phụ thuốc cho bệnh nhân ở cái đoạn một của LD. Thì sau khi đặt xong và sử dụng các bóng để nông lại sau khi đặt thì cái dòng chảy ở động mạch LD nó tái thông mặc dù cái tốc độ dòng chảy nó cũng không phải là tốt lắm. Và sau đó thì tiếp tục sử dụng một ít liều cái nitroglycerin liều thấp để bơm vào và sau khi cho nitroglycerin vào thì chụp lại kiểm tra thì thấy thấy cái dòng chảy của cái động mạch liên thức trước nó phục hồi cũng khá tốt. Ở đoạn xa thì không thấy cái gánh nặng huyết khối, không thấy có vị trí nào. Tuy nhiên một số cái nhánh vách của LD thì cái flow nó cũng được tốt lắm. Tuy nhiên lúc này cái tình trạng bệnh nhân thì vì cái huyết áp của bệnh nhân rất thấp thì dùng thuốc bọng mạch liều cao cho nên thì ekip can thiệp nghĩ rằng là cũng không kỳ vọng phải để làm cho cái dòng chảy nó quá quá tốt.
trên cái bệnh trên cái nền bệnh nhân đã có cái tắc động mạch bên phải nữa, thì lúc đó ekip nhanh chóng chuyển qua làm cái động mạch bên phải. Tuy nhiên vì cái hình ảnh đầu tiên chúng ta thấy rằng cái động mạch bên phải thì ekip nghĩ rằng là động mạch bên phải có thể là do co thắt, cho nên có cái lựa chọn là có thể đi quay qua, rồi sau đó nếu tình trạng nếu mà dòng chảy nó tái thông mà động mạch vành mà không còn co thắt nữa và sử dụng một ít nitrat, mà nếu mà dòng mạch vành nó phục hồi tốt mà huyết động bệnh nhân ổn thì có thể duy trì, tức là không cần phải đặt stent. Đây là cái hình ảnh sau khi đi cái quay qua tổn thương động mạch bên phải, thì là thấy rằng cái dòng chảy của động mạch bên phải chỉ là TV2, tuy nhiên cái đoạn vị trí mạch máu và vị trí các đoạn một của LD nó mở ra, tuy nhiên nó không nhiều, và nghĩ đến một cái tình trạng là co thắt rất là của cái động mạch bên phải, thì sau đó sử dụng nitroglycerin bơm chọn lọc. Tuy nhiên sau nhiều lần bơm thì cái vị trí tổn thương của cái động mạch bên phải cũng không phục hồi nhiều, cũng không trở lại bình thường. Thì trong một bối cảnh lâm sàng mà huyết động bệnh nhân không ổn, một cái nhồi máu cơ tim ở hai nhánh tắc à hoàn toàn hai nhánh, thì một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể để cái động mạch bên phải như thế này và chúng ta không cần phải can thiệp và có thể chụp lại trong vòng sau đó một tuần hoặc hai tuần nếu tình trạng bệnh nhân ổn, hay là chúng ta phải sử dụng cái stent nong bóng và đặt stent ở vị trí này. Thì sau khi quyết định thảo luận của nhóm thì quyết định là đặt một cái stent dài ở cái đoạn một của LD của động mạch bên phải để mà giữ cái động mạch bên phải, tránh cái tình trạng co thắt tái phát trở lại. Thì đây là cái hình ảnh mà can thiệp đặt một stent, và sau khi đặt xong sử dụng bóng để nong thì cái đoạn một của bên phải được nở ra cũng khá ổn, và dòng chảy của cái động mạch bên phải cũng tốt hơn so với trước, và có thể là bệnh nhân được làm một cái stent phụ thuốc ở động mạch liên thức trước là Ecallymus 3.534 và động mạch ở bên phải với một stent Ecallymus 2.7543. Và sau khi tiến hành làm xong thì lúc này tình trạng bệnh nhân được có cải thiện theo hướng tích cực, tức là huyết động huyết áp xâm lấn lúc đó 90/50, nhịp tim của bệnh nhân vẫn lóc AV3 và máy thở nhịp vẫn dẫn thuốc vòng mạch. Tuy nhiên thuốc vòng mạch norepinephrine và dopamine phải dùng liều cao, bệnh nhân tỉnh hơn, không có cảm giác đau ngực, không có thở, và ekip quyết định dừng cái thủ thuật can thiệp ở đây và tiến hành hồi sức tích cực để chuyển hành hồi sức tim mạch theo dõi. Và đây là hình ảnh theo dõi tại phòng can thiệp tại phòng hồi sức tim mạch ở của khoa, thì nhịp tim của bệnh nhân là lóc AV3 hoàn toàn và nhịp của máy mà tạo nhịp tạm thời. Tuy nhiên bệnh nhân được điều trị tích cực với nội khoa và theo dõi kỹ, thì sau 24 giờ sau nhịp bệnh nhân ổn, và đây là hình ảnh điện tim của bệnh nhân sau khi rút cái máy tạo nhịp tạm thời, thì chúng ta chỉ thấy thì nhịp bệnh nhân cũng là nhịp son, nó chỉ có cái hình ảnh ST trên nhẹ ở cái vùng V2, V3 và có cái hình ảnh QE. Một diễn tiến lâm sàng tức là bệnh nhân sau đó được điều trị tại khoa hồi sức tim mạch 4 ngày, sau đó được cho xuất viện điều trị ngoại trú. Rồi đây là một cái biểu đồ của cái troponin A lúc bệnh nhân mới vào cấp cứu thì không tăng, nhưng sau đó thì tăng lên rất cao bởi vì bệnh nhân tắc hai nhánh kèm theo gọi sốc điện rồi hồi sức tim phổi. Sau 4 ngày thì cái mang tim giảm rất là nhiều trước khi ra viện. Và bệnh nhân này vì cũng khá đặc biệt cho nên phòng bọn em cũng theo dõi, tức là sau 2 ngày nhồi máu cơ tim, sau khi ngừng hết các thuốc vòng mạch thì siêu âm tim thì chúng ta thấy rằng AS nó chỉ có 33% thôi. Thì sau đó 10 ngày sau khi bệnh nhân xuất viện, sau đó bọn em hạn tái khám kiểm tra lại AS thì chúng ta thấy một điều là cũng khá là mừng, đó là AS phục hồi và được 46%. Bệnh nhân khi ra viện thì được điều trị tích cực với cái suy tim sau can thiệp như các thuốc chống đông theo khuyến cáo, thì về sau 10 ngày, sau 1 tháng, sau 3 tháng và hiện tại bệnh nhân vừa mới tái khám trước đó thì sau 6 tháng thì cái của bệnh nhân cải thiện được khá tốt, lên được 52%. Hiện tại lâm sàng thì bệnh nhân hoàn toàn không có đau ngực, không có bất kỳ một cái triệu chứng nào của suy tim trên lâm sàng, và bệnh nhân cũng không tiếp tục sử dụng cái ma túy nữa. Thì đây là một cái quy trình xử lý một cơn đau ngực mà nghi do cocaine của AHA.
thì chúng ta thấy rằng tùy theo cái bối cảnh lâm sàng vào thì tùy theo đánh giá mức độ nguy cơ để chúng ta có thể lựa chọn là cái PISA tiên phát hay là điều trị xử trí theo dõi ở cái phòng theo dõi tích cực kèm theo sử dụng các thuốc của aspirin, clor điều trị giống như của nhồi máu cơ tim và những cái thuốc ví dụ chạm beta thì chúng ta phải tránh. Thì đây là khuyến cáo của AHA. Như vậy chúng ta thấy qua cái trường hợp lâm sàng như thế này chúng ta thấy rằng cái cocaine nó có thể gây ra các bệnh lý tim mạch, ví dụ nhồi máu cơ tim cũng có thể xuất hiện vài phút sau khi sử dụng cocaine nhưng cũng có thể kéo dài sau đó vài ngày chứ không phải là. Tuy nhiên chúng ta rất là nhiều nghiên cứu cũng thấy rằng là gì giờ cao nhất là trong cái giờ đầu tiên và nó tăng gấp cao 24 lần so với cái những giờ tiếp theo và nó có một đặc điểm là không liên quan đến liều lượng mà đường dùng. Cũng có thể bệnh nhân chỉ dùng mới lần đầu tiên nhưng vẫn có thể bị và cũng có thể xảy ra ở những bệnh nhân có mạch vành bình thường. Và vấn đề chẩn đoán xác định đối với một bệnh nhân nhồi máu cơ tim do cái ma túy cũng rất là khó, điện tâm đồ cũng rất khó để giải thích, đặc biệt những bệnh nhân trẻ tuổi có tỷ lệ tái cực sớm hoặc phì đại thấp trái cao và có những cái điện tim rất bình thường, nó không đặc hiệu và cái độ đặc hiệu không cao, độ nhạy của điện tim cũng không cao. Và một số cái điểm rút ra đối với những trường hợp nhồi máu cơ tim mà ở những bệnh nhân rất trẻ thì chúng ta phải đặt ngay vấn đề hỏi phải kiểm tra kỹ bệnh nhân có sử dụng ma túy hay không, cocaine hay không. Đây là cái phải nghĩ đến đầu tiên. Thứ hai là gì, các chụp mạch vành với đặt stent này giúp tái tưới máu nhanh chóng và không có sự khác biệt giữa cái đặt stent có thuốc hay không có thuốc đối với những bệnh nhân này. Thì người ta cũng có rất là nhiều nghiên cứu đánh giá cái nguy cơ huyết khối trong stent giữa hai loại stent có thuốc và stent trần. PCR là phương thức có thể giải quyết kịp thời tình trạng co thắt và có huyết khối. PCR cho phép phân phối được cái thuốc giãn mạch cục bộ khi có sốc, tức là có tụt huyết áp thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các thuốc gây giãn mạch cục bộ vì đưa ống sông Silet vào mạch vành. Tình trạng tiêu sợi huyết lựa chọn ở một số trường hợp đặc biệt, không phải là tất cả các trường hợp đều phải lưu ý đến cái chuyện sử dụng tiêu sợi huyết trong những trường hợp nhồi máu cơ tim do ma túy. Phần bài trình bày về cái ca lâm sàng của em đến đây là hết, nhưng em rất mong được ban chủ tọa đoàn cùng với các anh chị các vị tiền bối có những cái đóng góp để cho phòng lab của Bệnh viện Hoàng Mỹ cũng như riêng bản thân em có những cái hoàn thiện hơn trong những cái bối cảnh lâm sàng cũng khá là khó, bởi vì bệnh nhân vào viện rất trẻ không có tố nguy cơ gì hết mà trong thời gian ngắn thì có những diễn tiến lâm sàng rất là nặng cục huyết áp thì quyết định làm và cũng như cái hướng xử trí như thế nào thì hiện tại bây giờ thì cũng chưa có những guideline nào nó rõ ràng. Thì em rất mong được các thầy quý vị cùng ban chủ tọa đoàn cùng các anh cho em cái những lời khuyên. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày một cái lâm sàng chúng là rất là thú vị liên quan đến vấn đề một cái nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân là dùng ma túy và rất là trẻ tuổi, chỉ có 17 tuổi thôi. Thì vấn đề chúng ta xử trí ở đây là có tuân theo một khuyến cáo nói không, và trong cái trường hợp này thì chúng ta là đặt stent hay là chúng ta dùng thuốc tiêu sợi huyết hay là chúng ta dùng hồ cơ khối và các điều trị chống đông sau đó như thế nào. Thì như vậy rất là nhiều các câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề này. Thì tôi sẽ tiếp tục mời các thành viên trong cái panelist, chúng ta có câu hỏi nào chúng ta đọc cho là bác sĩ Bảo, Huỳnh Thúc Bảo để chúng ta làm rõ hơn, làm sáng tỏ hơn cái vấn đề nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân trẻ tuổi có dùng ma túy. Vâng, xin mời gọi là mời tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Bình, nãy giờ cũng theo dõi rất là kỹ rồi. Xin mời thầy Bình sẽ cho vài ý kiến đến vấn đề này. Cảm ơn thầy Tiến. Thì trước hết chúc mừng anh Bảo, cái này mình xử lý hoàn toàn đúng. Thứ nhất là bệnh nhân dù trẻ tuổi hay lớn tuổi, khi mà mình phát hiện ra một cái nhồi máu cơ tim mà tắc mạch vành như vậy thì mình bằng mọi giá mình phải tái sống cho nó cho được, bằng mọi giá. Thì hay có nhiều phương pháp thì có thể là tiêu sợi huyết, nhưng mà anh nghĩ nếu mà giả sử mà cái này mà Bảo mà chọn tiêu sợi huyết thì có thể là cái thành công nó không giống như là mà bệnh nhân được can thiệp mạch vành như thế này. Bởi vì ngoài cái cơ chế huyết khối thì cả bên cái ma túy thì có cơ chế co thắt nữa.
Mà trước đấy thì có một số trường hợp thì mình cứ nghĩ rằng là thì đặt stent là không có hiệu quả trong 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 bệnh nhân có thắt, nhưng thực tế cách đây cũng khá kết quả là một năm mình cũng gặp một trường hợp rất là đặc biệt, một bệnh nhân lớn tuổi luôn nó có những cơn đau ngực rất là dữ dội điển hình và ở Hà Tĩnh đi khắp nơi, thậm chí đã thầu một số bệnh viện ở Hà Nội rồi ở tại chỗ rồi vào thầu mình, và khi vào thì mình là block được cấp 3, đau ngực mình block được cấp 3 đó. Để khi chụp mạch vành là bình thường, ngày mai lại bị nhồi máu thêm giống như nhồi máu vậy, tế chấn rất là rõ. Để như chụp mạch vành xong là phát hiện ra một cái co thắt mà bơm nitroglycerin là trở về bình thường thì mình vẫn để lại. Lần thứ ba nó cho uống im bia rồi mấy ngày, khoảng 10 ngày sau bệnh nhân lấy cô gần như nhồi máu lại, block được cấp 3 tế chấn lại lại, và quyết định cái đó chúng ta là phải quyết định đặt một stent luôn. Và máy quả từ đó về sau là bệnh nhân hệ trong ngực, hoàn toàn hệ trong ngực, là bệnh nhân rất là ổn định, không vào viện nữa. Thì đây mình lại có lẽ là hàng ngoài khuyến cáo một tí, nhưng mà có những tình huống mình phải xử lý như vậy, không thể mình để tình mà bệnh nhân mình để mà chờ gọi là hoặc là theo cho đúng khuyến cáo, bởi vì khuyến cáo là một cái hướng dẫn, nhưng mà trong một số tình huống đặc biệt giống như trường hợp vừa rồi bắt buộc phải làm. Thậm chí nếu mà bảo là con gọi là con chích chú, có nghĩa là mình phải dùng nitroglycerin thử chứ gặp như mình trong trường hợp đó là mình đặt luôn, nhưng mình khỏi cần phải là dùng kỹ, bởi vì bệnh nhân thì đã đóng tụ, mình đặt cho nhanh để tái lập dân mạch thật sớm để mà cho bệnh nhân cho ổn, chứ không bởi vì tình mạng bệnh nhân mà. À, xin hết ạ. Dạ vâng, cảm ơn phần gọi là đưa ý kiến rất là xác thực và rất lâm sàng của tiến sĩ bác sĩ Huân Minh. Xin mời đồng cả các chuyên gia panelist chúng ta tiếp tục cho ý kiến. Ở trong này bác sĩ Bảo cho xem lại hình của điện đồ á, như vậy cũng rất là hay. Nhưng mà chúng ta thấy là trong cái điện đồ đang có cái sóng ri, và chúng ta biết rằng là sóng ri thì người ta chia ra hai nhóm, đó là một cái dạng sóng ri của tiếp bẩm sinh, sóng ri bẩm sinh, và cái hai là sóng ri của chứng sóng ri bắc phải. Và chúng ta biết rằng là trong hội chứng mà sóng ri của bẩm sinh này liên quan đến hội chứng của Guda, thì như vậy trong trường hợp này thì mình đánh giá thử xem liệu mình nên có hội chứng Guda hay không. Như vậy sau khi mà chúng ta thấy là bệnh nhân họ can thiệp rồi, thì khi mà sóng nó về thì không có hình ảnh cái dạng Guda. Đây chúng ta thấy được hình ảnh sóng ri nó phía sau của sóng R, và cái đặc điểm của sóng ri này thì liên quan đến cái hay gặp đó, mà ở người gọi là có nguy cơ, thì đó là hội chứng mãn cấp, tức là tắc cái động mạch vành. Ngoài ra còn có một số trường hợp là hạ thân nhiệt thì nó cũng có thể có sóng ri, trong hội chứng Guda nó vẫn có thể là có sóng ri. Thì như vậy đây là một cái gọi là một cái kỹ thuật trên lâm sàng, khi mình theo dõi cái điểm đồ mình nó tổn thương nó biến gọi là tiến triển kẻ tên khá nhanh, thì cái này cũng là một cái gọi là một kinh nghiệm lâm sàng. Chúng ta thấy rằng là chỉ có trong cái động bệnh nội văn thôi thì cái biến đổi ST nó mới rất là nhanh theo thời gian. Thì chúng ta thấy ra rằng là trong nhiều máu cơ tim cũng vậy, nên là biến đổi điểm đồ rất là nhanh, chỉ cần khoảng 15 phút nửa tiếng là điểm đồ nó bị biến đổi rồi. Thì mà chúng ta thấy là điểm đồ này chúng ta đo theo thời gian, nghe khoảng từ 1 tiếng 2 tiếng thì sóng T nó rất là thay đổi, và khi mà nó rõ rồi thì dĩ nhiên chúng ta thấy là cái sóng T này nó bắt đầu cao dần, và nó bắt đầu là già sóng T khổng lồ, rồi sau đó có sóng vành bắt đi. Và chúng ta thấy ở các chuyển đạo này á, thì đúng là nó vừa cả vùng sau dưới, từ D2, D3, AVF nó đều là ST lên, dạng sóng vành bắt đi. Và bị chúng ta xem AVF thì sóng ST nó cũng cao ngang bằng R luôn, tức là tính ra là ST nó chính trên mức độ 3, gọi là mức độ nặng nhất. Dùng thì hình ảnh này cũng giống như hình ảnh của cái bia mồ, tức là nó ST nó chính ngang của sóng R, và vùng trước ST nó cũng chính, và các cái điều tiêm sau chúng ta thấy nó chính rất là rõ. Và cái này nhìn của đạo trình của tất phải thì chúng ta thấy là nó cũng có dạng hai đỉnh ở cái mồ, thì vậy nó cũng có dạng với block cân phải. Thì cái này nó là một đặc trưng của sóng ri mà do tắc cái động mạch vành, thì cái này cũng rất là hay. Những cái này thì chúng ta hiểu thêm về cái sóng ri. Còn vấn đề hội chứng Guda đáng không thì có lẽ sau khi mà chúng ta đã can thiệp rồi về lại bình thường rồi thì cái hình ảnh của Guda nó không rõ ràng nữa, cho nên cái này mình cũng chưa nghĩ tới là cái này là hội chứng Guda. Và cái thứ hai nữa cùng nhân tiện này tôi cũng trao đổi thêm, đó là cái vấn đề bệnh nhân này là có nghĩ dùng ma túy. Và chúng ta biết rằng là trong cái tính chất ma túy thì hai cơ chế chính mà gây cái nhồi máu cơ tim, thứ nhất đó là nó có thắt cái động mạch vành,
thứ hai đó là nó gây được khối, nó tăng cái ngưỡng tổng tiểu cầu và nó hình thành được khối. Thì vấn đề chúng ta là mình phải nhận diện cơ chế trên mình này là tắc cái đường phân ở đấy là vừa cả là do cái có thông khối đoàn hay là vừa cả có tình trạng huyết khối. Và chúng ta thấy rằng là sau khi mà chúng ta đi kỳ gói, thật ra khi mà bắt đầu chụp á, chúng ta thấy là cái tình trạng huyết khối khá nhiều rồi, chúng ta thấy huyết khối nó lơ mơ ngay cả động mạch mù nó cũng bắt đầu có huyết khối đó, thấy hình ảnh lơ mơ, hoặc là chúng ta thấy cái một phần là càng quang chúng ta bơm nó không còn điều tay, cho nên chúng ta thấy một số hình ảnh nó lơ mơ của huyết khối và hoàn toàn cái LD thì nó tắt luôn. Mà đối với những trường hợp này á, thì tôi nghĩ là mình cũng cân nhắc, mình xem từ là mình cố gắng đi gói, mình đánh giá xem vì gánh nặng huyết khối có nhiều hay không. Nếu mà huyết khối nhiều thì có lẽ chúng ta cũng nên ưu tiên là huyết khối. Tức là huyết khối bằng cái tay nó cũng đơn giản. Còn những trường hợp mà nặng nhiều hơn thì chúng ta phải dùng các cái máy cái hụt, gọi là máy hụt huyết khối. Những trường hợp này tôi nghĩ nếu mà gánh nặng huyết khối nhiều và nó tắc hoàn toàn, tắc cái đến tim ở đây còn thông, không có dòng chảy, thì mình cũng ưu tiên là mình cầm cân nhắc xem huyết khối như thế nào. Thì ngoài ra trong quá trình mình chụp mình có thể mình hụt khối xong nóng bỏng cũng được, nhưng mà nóng bỏng như trường hợp này thì có nguy cơ là huyết khối nó trôi từ phương xa, nó tắc, nó tổn thương những cái mạch máu nhỏ, hoặc là nó trôi lên hệ thống thì nó tắc cả cái mạch máu não, thì như vậy nguy cơ cũng rất là cao. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có chọn lựa thì chúng ta cũng cân nhắc chúng ta dùng chống đông thật tốt, dùng Lovinox và chúng ta nóng để nó xem thử là mình đánh giá là cái này có phải do khó thai không. Còn nếu huyết khối thì sau mình nóng xong thì nó chắc chắn là nó sẽ tái lập lại dòng chảy rồi. Còn những trường hợp có thắt thì mình có thể trong trường hợp này là bị gặp hơi thấp cho mình dùng nitro, thì mình còn gọi là mình phải có thêm các thủ mặt kèm theo, gọi là mình thử xem có đúng là do có thắt hay không. Đối với bên phải ấy, như vậy chúng ta thấy rằng là sau khi mà chúng ta nóng lên rồi, không phải xin lỗi, chúng ta đi gói rồi, chúng ta bơm nitro rồi, nó không đáp ứng. Nhưng mà cái lòng mạch thì nó vẫn còn hẹp. Thì vấn đề đấy là chúng ta thấy là cái này đúng là hẹp hay có thắt hay là do khối. Thì tôi thì nhìn thấy nó cũng cái tránh giới á, nó cũng rất là rõ. Thì khả năng cái này nó là dạng cũng có thắt. Nhưng mà hơi lạ là tại sao có thắt ở đấy nó không đáp ứng với là cái nitro stream. Đó. Thì như trường hợp này có thể mình cứ dùng cái hỗn hợp cocktail, hoặc là mình có thể dùng Verapamil đi thêm xem để hy vọng là nó giảm một phần thêm. Đó, thì nếu được thì mình, nếu mà nó giảm nó được thì mình đỡ cái phần đặc xét. Nhưng mà tôi cũng hơi ngạc nhiên là sao bệnh nhân này chỉ có 17 tuổi thôi, mà mới dùng ma túy 2 ngày thôi mà cái tổn thương phần phân là cũng nặng, vừa cả vào mũ, vừa cả LD, vừa cả phần phải. Thì không biết nó liệu có một cái yếu tố nào nó tăng đông, hay là một yếu tố nào nó phân nặng thêm. Hoặc là nếu giả sử như bệnh nhân trước đây họ dùng ma túy rất lâu rồi, thì cơ chế đó là do tăng cái tốc độ của gọi là sơ vữa động mạch do ma túy, thì những trường hợp đó mới đặt stent hoàn toàn chính xác. Còn mà nếu mà bản thân mà do huyết khối thì chắc chắn là thường thì stent thì nó không hiệu quả trong trường hợp huyết khối. Thì tôi nghĩ khả năng cái này là do nó có thắt nhưng nó không đáp ứng với nitro stream, cho nên cuối cùng mình là phải đặt stent. Cái giả thiết thứ ba nữa đó là có thể là do nó bị gọi là bóc tắc, nên những hợp dung ma túy thì nó có thể là tổn thương nội viêm cái nội mạc mạch máu, và nó có thể là bóc tắc luôn, nó dissection luôn. Thì những hợp đó thì mình cũng phải đặt stent. Đó, thì cái này dĩ nhiên nếu mà là những phương tiện cao cấp hơn chúng ta sẽ khảo sát nội mạc như là cái IVUS, nhưng mà vấn đề là vì cho cái huyết động nó không ổn định lắm, cho nên là trong tình huống này thì có lẽ chúng ta cũng làm rất là nhanh. Thì cái này cũng tương đương với là cái nhu cầu cơ tim mà có sốc tim, nên nếu mà bệnh nhân mà không đáp ứng với những thủ vân mạch thì mình phải dùng những cái phương tiện hỗ trợ hồi sức khác, ví dụ như là bóng đổi sung, hoặc là các cái phương tiện dụng cụ hỗ trợ tất trái, hoặc là ECMO chẳng hạn. Thì đó là đến một dạng cũng là gọi là can thiệp về những bệnh nhân sốc tim, bệnh nhân có nguy cơ cao. Mà xin mời các chuyên gia trong panelist và xin mời các câu hỏi từ hội đồng viên. Trường hợp này thì cũng rất hay. Thứ hai, về thực tiễn lâm sàng thì một cái điểm tâm đồ nhìn vào với một cái bác sĩ mà cơ sở các em trẻ, nhất em trẻ, thì đâu chắc chắn là nghĩ đến một cái viêm cơ tim vì gần như lại tên ở trên tất cả chuyện đó. Nhưng mà cả cơ sở chúng ta ở đây thì gần như là cũng đều có phong lẹp rồi, nên vấn đề mà nếu có phân tích kỹ á thì đúng là nhồi máu cơ tim. Nhưng mà nếu mà nhìn quá mà mấy em trẻ hoặc là chưa thì điểm tâm đồ thì đúng là nghĩ đến được viêm cơ tim nhiều hơn là nhồi máu cơ tim. Nhưng mà để khi gặp chúng ta cả phải lẹp thôi thì chúng ta nên là chụp động mạch vành sớm để xác định cái nguyên nhân.
Như trường hợp này thì chắc chắn là nhồi máu cơ tim rồi. Và thứ hai nữa là về mà nhồi máu cơ tim do cái cocaine á, thì chúng ta điều trị như một nhồi máu cơ tim, nhưng mà có hai điểm đặc biệt chúng ta cũng lưu ý. Thứ nhất là cái thuốc mà benzodiazepine thì chúng ta đó là nó tác động lên của giao cảm của co thắt thì chúng ta nên ưu tiên dùng sớm. Và thứ hai nữa là một cái thuốc chèm beta, thì cái đó thuộc chèm beta thì nó tác động lên đồ alpha lên cái kít, thì cái đó là chúng ta không nên dùng. Đó, hai thuốc mà các bác sĩ trẻ cũng nên cẩn thận nên lưu ý, tức là benzodiazepine thì chúng ta nên dùng sớm để chống cái tác động giao cảm của cocaine, còn thuộc mà chèm beta thì tuyệt đối cấm không dùng. Ngay cả nhồi máu cơ tim thì cũng là hạn chế rồi, mà như trường hợp của có cái do cocaine thì càng không dùng nữa. À, vâng, cái này cũng hỏi thế bác sĩ bảo là ở bên chung chống đống là bệnh nhân có tối ưu không, mình đánh giá nguy cơ thì khỏi rồi mình đánh giá cả cái biến cố tắc mạch để bên chung chống đống như thế nào. Dạ, thật ra cái dạ ca này thì khi mà vào thì sau khi mà tiếp cận bệnh nhân xong thì đánh giá nguy cơ bệnh nhân này, sau khi họ xong dùng cocaine thì sử dụng ma túy thì xác định rằng là nguy cơ bệnh nhân này là huyết khối rất là nhồi máu cơ tim, mà khả năng huyết khối rất là cao. Thì bệnh nhân này bọn em sử dụng heparin điều nạp tĩnh mạch ngay từ lúc đấy, dùng cùng theo cái Lovenox bốn lùng dùng liều tối đa, kèm theo các cái thuốc kháng tập tiểu cầu dùng với liều nạp liều theo của cân nặng của người. Vì bệnh nhân này 80 kg cho nên dùng theo liều của người châu Âu chứ không dùng theo người châu Á nữa, dùng liều tối đa, sau cũng sử dụng benzodiazepine ngay từ đầu và cũng cho giãn mạch ngay từ đầu. Thì sau khi dùng xong với cái, vì bệnh nhân không có nguy cơ tiền sử gì xuất huyết, không có bệnh lý dạ dày khác, đặc biệt là rất là trẻ, đánh giá nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân cũng không rất là thấp, cũng không có trước đây cũng không có đau đầu, cũng không sợ các cái bệnh, cũng không nghĩ nhiều đến các bệnh lý gì dạng mạch máu não gì, cũng không máy, cho nên sử dụng chống đông điều tối đa. Và sau khi sử dụng xong thì trên lâm sàng triệu chứng bệnh nhân cũng cải thiện khá là rõ. Tuy nhiên trong cái thời gian chuẩn bị để mà làm một cái visa cấp cứu thì khả năng là cái vì lý do nó tắc hai cả động mạch bên phải với bên trái cũng hơi lâu, cho nên bắt đầu có sự thay đổi về huyết động. Còn về chống đông thì sử dụng theo khuyến cáo tối đa. Đúng, vâng, như vậy trường hợp này tôi thấy là có lẽ mình cũng phải ở dùng áp dụng khuyến cáo đối với là hội chứng phân cấp hoặc là nhồi máu cơ tim cấp ải tế tiến lên và đã được can thiệp động mạch vành quai da, thì có lẽ mình cũng là phải vận dụng khuyến cáo. Thì thực sự là những trường hợp này, tức là khuyến cáo trong những bối cảnh đặc biệt, thật ra vì do những trường hợp nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi thì cái số lượng á, nghiên cứu chưa nhiều, cho nên sau này mà chúng ta tổng hợp nhiều các nghiên cứu chúng ta đưa vào thì các trong các khuyến cáo á, thì người ta có thể đưa vào trong các đối tượng xử trí nhồi máu cơ tim cấp mà tới chân lên can thiệp đột vào những bệnh nhân đối tượng đặc biệt, vì chúng ta phải có đối tượng đại đường rồi, có đối tượng suy thận rồi, và những trường hợp mà có nhiều bệnh lý trong mắt rồi, thì nếu các cái nghiên cứu đủ nhiều đủ lớn thì người ta sẽ đưa vào trong khuyến cáo xử trí riêng đối với những trường hợp nhồi máu tim cấp ở trên lên được can thiệp ở bệnh nhân tiêm chích ma túy. Xin tiếp tục mời các panelist chúng ta tiếp tục cho câu hỏi trong trường hợp này. Dạ, yeah, em xin phép. Thực ra là cũng ở cách lab của tim mạch Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng có gặp một ca nhồi máu cơ tim sau khi dùng ma túy, nhưng mà cái lâm sàng thì nó không nặng nề nhiều như thế. Bệnh nhân 29 tuổi vào viện vì cái đau ngực và tê chân lên cái vùng trước. Thì sau khi hút cái khối xong thì có cái tổn thương thực thể, thực sự cái đó có mảng vữa đó nên quyết định extend. Thì cái đó thì cũng nhẹ nhàng. Trong một số trường hợp thì cái hồi xưa em học ở Hàn Quốc thì có một ông giáo sư làm cái provocational test đó, bằng cái thuốc co mạch vành á, thì có một số trường hợp nó co mạch vành là dùng nitroglycerin nó không chịu ra, nó chờ một thời gian nó ra gần như co như sợi chỉ luôn và dùng nó không ra. Thì trường hợp này có thể là do tác dụng của ma túy thì mình dùng nitroglycerin nó không hiệu quả, thì có thể là cái quyết định của bác sĩ Bảo là rất là đúng trong việc mà tái lập lại dòng chảy cho bệnh nhân thì nó nhanh, và trong trường hợp đó thì tính mạng của bệnh nhân, cái việc quyết định là việc cá thể hóa này, cái việc đó là cực kỳ quan trọng và rất là nhanh chóng, không thể chờ nữa. Ví dụ chờ nữa là lát nữa nó co thắt nữa, nó tắc hoàn toàn nữa là có khi là bệnh nhân sẽ không có thể qua được. Thì cũng chúc mừng team can thiệp của Bệnh viện Hoàng Mỹ đã có một cái quyết định là đúng và chúc mừng đã cứu được bệnh nhân. Xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn phần tham luận của bác sĩ Tấn Quang. Như vậy từ phía hội trường cũng có bác sĩ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Phong cũng có một số ý kiến, số câu hỏi liên quan tới tình huống này. Xin rất là kính mời bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Vũ Phong trình bày. Dạ, em xin kính chào quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp. Dạ, thì em có một chút thắc mắc nhỏ thôi, tức là trong quá trình mình xử lý ban đầu bệnh nhân á, thì mình thấy là có dùng nitroglycerin ở bệnh nhân này, thì em chưa rõ là mình dùng như vậy á, là nó mục đích là gì và hiệu quả như thế nào ạ. Dạ, em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn quý thầy cô, xin cảm ơn bác sĩ. Là câu hỏi bởi vì khi là vào đối với cái trường hợp ca lâm sàng này thì đầu tiên đánh giá một cái nguy cơ nhồi máu cơ tim mà lý do ma tỷ, thì cái cơ chế mà gây ra cái bệnh lý mạch vành cấp này thì có rất là nhiều nguyên nhân, cũng có thể do co thắt mạch vành, cũng có thể do huyết khối, cho nên thì lúc đó thì cái chuyện lựa chọn cái nitroglycerin cũng là một cái mà chúng ta phải nghĩ đầu tiên với khi huyết động bệnh nhân. Lúc mới vào lúc đó là 130/90 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nitroglycerin được tính mạch ngoài đầu tiên, vẫn phải sử dụng để mà nếu mà trường hợp một có số một trường hợp mạch vành của bệnh nhân có thể đáp ứng, nó vẫn có thể giảm ra được. Thì đây là cái lý do vì sao mà lúc tại phòng cấp cứu vẫn dùng nitroglycerin đường trường tĩnh mạch. Và riêng cái ca này thì khi mà chụp ra thì lúc đó vì tình trạng huyết động bệnh nhân tiếp tục, tuy nhiên em cũng đánh giá là gì, cái động mạch bên trái vì cái tỷ lệ huyết khối nó cũng khá nhiều. Cảm ơn thầy Tiến cũng góp ý rất nhiều, nhưng vì hôm lúc đấy em cũng nghĩ đến cái chuyện là hút huyết khối, tuy nhiên vì nhìn thấy cái hình ảnh cũng có thể huyết khối nó lập lại ở cái vùng thân trung, cũng thế nếu mà cái thủ thuật mà mình hút huyết khối nó không được chuẩn hoặc nó không được tốt lắm thì cái nguy cơ của huyết khối nó trôi qua cái động mạch mũ cũng khá cao, hoặc là nó đi ra ngoài, thì khi đó bệnh nhân chỉ còn có một cái động mạch mũ để cái duy trì thôi, mà cái technique, cái kỹ thuật mà không được chuẩn lắm thì có thể trôi qua tắc luôn cái động mạch mũ. Thế thì lúc đó cái cứu bệnh nhân cũng trở thành vô vọng, cho nên em quyết định là không có hút huyết khối cái động mạch liên thức trước, mà cố gắng đi cái quay nhẹ nhàng qua để xem như thế nào và coi cái gánh nặng huyết khối ở vùng xa nó có nhiều hay không. Thì khi mà may mắn là khi đi qua thì thấy cái dòng chảy nó tái lọc, chụp kiểm tra thì huyết khối cũng có nhưng cái trôi xuống dưới đoạn xa không phải nhiều lắm. Thì lúc đấy thì em quyết định là bên vùng bên trái thì không có sử dụng cái máy hút huyết khối. Em cảm ơn. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Phong và cảm ơn phần trả lời của bác sĩ Đức Bảo. Như vậy là chúng ta thấy là trong này đã trụ lịch trong hợp này đây dùng giống như một cái test, ví dụ phát biểu rằng cái thời gian onset, tức là thời gian khởi đầu của nitro trong tĩnh mạch thì khoảng từ 1-2 phút và nó kéo dài thì cũng khoảng từ 3-5 phút. Mà trên bệnh nhân này thì mặc dù đúng là hiệu quả thấp nhưng mình cũng đã dùng cái dopamine và norepinephrine, tức là các thuốc mà vận mạch liều gọi là còn liều gọi là đáp ứng. Thế nên có thể mình gọi là tạm thời dùng test, và mình biết là mặc dù là có thể cái hào gặp nhưng mà cái thời gian của hào gặp nó không kéo dài, cho nên mình gọi là có thể là mình tạm yên tâm. Còn trường hợp này thì đúng là dù sao thì trường hợp này cũng rất thành công, cũng là rất là chúc mừng. Và xin bảo còn vấn đề chúng ta là hồi khối không hồi khối là một vấn đề. Thật ra những kỹ thuật một khối mà đảm bảo thì nó không bao giờ nó trôi ra phương xa hết, thậm chí mình có thể mình bỏ về phương xa. Nếu mà chúng ta dùng có cái máy hút khối á thì nó sẽ có cái phần gọi là bảo nó nóng nghiệp được cái bóng phương xa và phần gần, nó bỏ về nó không trôi ngược lại về những cái hút khối, tránh gọi là những cái chảy hoặc là trôi những khối qua những cái mạch máu khác hoặc là trôi lên cái vòng đại tuần hoàn, nó sẽ gây những biến cố. Như vậy đây là tình huống rất là hay. Vâng. Xin để comment về cái hút huyết khối tí. Theo mình á, trong cái trường hợp này thì mình không hoàn toàn không nên hút huyết khối, rất là nguy hiểm. Thứ nhất là bệnh nhân đang có một tình trạng sốc, bắt buộc mình phải làm tại thông mạch máu, nhưng bây giờ mà mình làm cái hút huyết khối mất thêm khoảng 15 phút nữa là. Và cái trường hợp này thì nhìn trên cái chụp mạch vành đó thì huyết khối không phải là quá để mà nguy cấp để mình làm. Nên là theo mình làm nhanh luôn thì đặt stent luôn, chứ đừng có chờ. Từ trường hợp khi mà làm xong mà tắc đường xa thì nhiều khi mình phải tính tới sau, nhưng mà mình cứ đặt được cái đó tính. Chứ đừng bây giờ mình loay hoay thì cái cuộc điện khối của mình có thể ngưng tím ạ.
Vâng, cảm ơn ý kiến rất là hay của tiến sĩ Vân Bình. Thì có lẽ trong này thì chỉ những cái option đưa ra hồi khối cũng là một cái option thôi. Nhưng mà đúng là trong giờ hôm nay là do cái tình trạng của những là chúng mình cũng là rất là sốc tim rồi, mà chúng ta phải làm càng sớm càng tốt. Thì trong thời hôm nay đơn giản nhất và nhanh nhất là chúng ta đặt stent. Và chúng ta hy vọng rằng là cái này nó không phải là đơn thuần là chỉ hồi khối không, mà nó còn thêm kèm theo là cái vấn đề có thắt. Thì cái đó là stent hiệu quả. Còn nếu bản thân mình nếu mà hẹp được một vành ở đây mà thoang thoang do việc khối, thì lúc này đặt stent nó cũng không có hiệu quả. Thì có lẽ tôi nghĩ là trường hợp này nó phù hợp với hai, vừa cả có thắt một vành vừa cả huyệt khối, thì đó cái stent nó mới hiệu quả. Vì trước đây tôi có gặp nhiều trường hợp rồi, huyệt khối rất là nhiều, mình cố gắng mình đặt stent, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không thành công, vì chúng ta biết rằng cái huyệt khối là nó cái stent nó không thể cản được cái huyệt khối đó. Trừ nhiều trường hợp mà trên nền mà có bóc tách, có resection, có thùng, thì lúc đó cái stent thì nó mới phát huy vai trò. Thì đây cũng cái cũng rất thành công của bác sĩ Bảo, cũng rất là ghi nhận. Chúng ta dĩ nhiên trong lần này mình làm càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt, và dùng những thiết bị cái dụng cụ mà sẵn có để cho nó nhanh, để đảm bảo lại cho cái gọi là tính mạng sống cho bệnh nhân. Cho rất xin ý kiến chị. Rồi mời bác sĩ Phước. Dạ, cảm ơn thầy Tiến. Thì lời đầu tiên là chúc mừng Bảo cũng bị kiếp đã làm gì đúng sai thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn cứu sống được bệnh nhân là mình đã đúng rồi. Nhưng mà ở laptop trước thì cũng gặp một số trường hợp như vậy, cũng có trường hợp là vào cũng tắt tất cả ba đoạn cả ba mạch vành ấy, và khi chụp lên là gần nặng huyết khối rất nhiều và tiến hành hút huyết khối. Sau khi hút huyết khối xong rồi thì test lại thì không cần phải đặt cái stent nào cả, và sau đó từ từ bệnh nhân hồi phục trở lại. Thì đã đến trường hợp của ốc bạc thì vào trong tình trạng rất là nặng nề, thì khi vào thì không biết là có phải đặt ống thở máy hay là gì, hay là còn không có cái biện pháp hỗ trợ thấp, nhưng mà không biết có đặt ống thở máy không. Mình đã bảo đã dùng cái diazepam từ đầu rồi, tuy nhiên là cho hỏi cả là cái dược trong cái gần chụp á, thì có thể là cái gần nặng khối nhiều nó chứ không ít đâu, và cả biến chỗ động mạch mù á, thì không biết là do cái dòng chảy thì mình cái động tác bơm của mình nó chưa đủ, hay là do cái huyết khối như chỗ đó thì mình chưa biết, chưa có rõ lắm. Mà thấy là hình ảnh sáu chụp thì thấy là không có, không thấy ở mù thì lặng, cái cảm quan là lặng rất là đều. Thì không biết có trong trường hợp này thì mình bị nó một bảo quyết định là làm cái LD trước mà không làm RCA trước. Cái nữa là cái bệnh nhân này á, thì là cái về vấn đề tiêu sở huyết ấy, thì trong cái luận trong trong mấy cái hướng dẫn thì cái sở huyết này không khuyến cáo lắm, chỉ có một số trường hợp đặc biệt thôi thì cái nguy cơ đột quỵ não rất là cao. Thì là cái nếu như mà theo quan điểm cá nhân của Phước trên tinh thần mà không thì Phước sẽ sử dụng cái thuốc huyết khối trước để làm chi, để khi mà bởi vì bệnh nhân cái huyết áp của bệnh nhân là thấp rồi, mình đang dùng cái thuốc vận mạch liều rất cao, huyết áp có trở lại rồi, nhưng mà thì mình sẽ dùng cái thuốc huyết khối để một mặt là mình vào được mình hút huyết khối, và cũng đồng thời qua cái chuyện cái sóng huyết khối đó mình sẽ bơm được nitroglycerin trực tiếp vào trong mạch vành luôn, thì cái việc đánh giá của mình sẽ dễ dàng hơn. Và thứ hai nữa là trong cái chỗ cái bên phải á, thì có thể là có thắt nhiều hơn so với lại là cái tổn thương có mạch sơ vữa như vậy, thì cũng tổn thương mạch sơ vữa rất khó. Và còn bên trái thì cũng không biết khảo sát không có thể rõ đặt đó. Thì cái bên trái bên phải á, thì bảo đặt một cái stent 2.75/43 sau phải mặt thì có thể là nhỏ hơn đó. Thì sau thời gian mà điều trị điều trị về lâu về dài á, bên cạnh cái chuyện hạn cái tập tiểu cầu, thì mình xem thử là cái vấn đề trung trì của bệnh nhân cũng là rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là nếu như mà có được cái dịp á, là mình đưa bệnh nhân vào mình IVF lại thì các vị trí đó xem thử cái tổn thương như thế nào, để mình đó là một cách để mình có thể là đó là một cái cách giúp cho mình học hỏi thêm. Một cái nữa là điều bệnh nhân này bên cạnh cái chuyện mình làm cái cocaine, test cocaine không rồi, thì sau đó mình có làm cái yếu tố gia đình hoặc là những cái protein S và protein C để xem thử cái nguy cơ tăng đông của bệnh nhân này thì như thế nào. Đó là một số cái ý kiến, rồi xin
tham luận thêm thêm của quý của bác của nhà phó giáo sư Tiến cũng như là của tiến sĩ Bình cũng như là các nên. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn phần tham luận của bác sĩ Hồ Hồng Phước. Đây là một ý kiến cũng rất là hay, cũng là kinh nghiệm vấn đề liên quan đến là chúng ta có việc hội không. Như vậy thì trước khi mà chúng ta chuyển qua phần tiếp theo thì có một câu hỏi, đó là hỏi cho bác sĩ Bảo rằng là chúng ta quyết định là tái thông động mạch bên phải trước hay là eo đi trước, tại sao? Xin bác sĩ Bảo chúng ta trả lời ngắn gọn. Dạ, xin cảm ơn. Bởi vì cái trường hợp này cả hai động mạch vành về quyết định tái thông cái eo đi trước, bởi vì nó cứ ra vì bệnh nhân đang có cái tụt cáp rối loạn huyết động thì em vẫn muốn làm gì cái tái thiếu máu cái thắt phải thắt trái trước. Còn từ cái rối loạn nhịp thì hiện tại với bệnh nhân đang có cái máy tạo nhịp tạm thời và lắp vào V3 nhưng mà có máy tạo nhịp tạm thời thì em vẫn còn yên tâm hơn là em tái thiếu thông cái động mạch liên thức trước trước để cho có cái máu bơm cho cái thắt trái, sau đó thì ổn định cái huyết động, sau đó em lại đó là cái chiến lược của không biết để xin nhờ lại với các anh chị có cái kiến gì về cái vấn đề này. Vâng, cảm ơn phần trả lời của bác sĩ Túc Bảo. Như vậy là trong trường hợp này chúng ta nhận định á, là bệnh nhân này nặng trong bối cảnh là cái sốc tim, tụt huyết áp sốc tim, cho nên mình sẽ cố gắng cứu cái động mạch eo đi trước vì liên quan đến cái chức năng có bảo vệ thực trái hơn là cái rối loạn nhịp, vì đa phần những cái trường hợp mà tổn thương bên phải thì rơi vào tình trạng rối nhịp. Nhưng mà thực sự những trường hợp mà tổn thương của động mạch bên phải mà nếu đoạn gân á, thì chúng ta thấy nó giống như là những cái dạng như máu tích tức phải á, thì nó cũng rơi vào tình trạng sốc tim cũng rất là nhiều. Thì vấn đề lúc này là chúng ta chọn cái nào trước cái nào sau. Trên địa thông đô thì tôi thấy đúng là bên phải á, ST nó chuyển lên khá nhiều đó, cho nên chứng tỏ là cái gánh nặng của cái tổn thương phải nó rất là lớn. Thì thật ra trong trường hợp này cái động mạch nào thuận tiện cho chúng ta thì chúng ta làm trước, cái nó dễ hơn chúng ta làm trước. Như vậy thì để mục đích là chúng ta tái thông nhanh nhất, chứ lúc này là cả hai động mạch đều là thủ phạm, thì cái nào thuận lợi cho chúng ta thì chúng ta làm trước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua cái phần ca lâm sàng thứ ba. Như vậy cũng rất là hấp dẫn. Đây là một cái ca lâm sàng được bác tiến sĩ bác sĩ Phan Tấn Quang